À, bây giờ thực hiện cái xung điện trên đầu vai, đầu mũi và hai bên bên dây. Sau khi mình lau dai xong rồi mình dán lên, chúng ta từ nay em rửa ra mình dán lên như vậy nha. Dạ. Rửa chưa? Ở đây đúng không? Ở đây không? Không. Đâu anh? Ở đây nữa. Rồi dùng hai bên này. Tay tao to khỏe quá. Được. Mất hết rồi. Lọc tay luôn chứ. Rồi, chuyển dây lên. Hai năm rồi hả? Phía trước đau nhiều hơn, phía sau nhiều hơn. Trước đau nhiều hơn hả? Cái xung điện ở nhà nó có giống vậy không? Cái xung điện ở nhà nó có giống như vậy không? Chỉ qua 15 phút, chỉ qua 15 phút, bấm lại cho mình, nó sẽ khác. Giờ đây chưa được. Thế là 15 phút chạy chạy này, 15 phút chạy kia. Yeah. Yeah. 15 phút chuyển cái điện. Đã chưa? Làm xong, gỡ ra, dán này lại, rồi quấn máy đợi kia. Giờ, giờ bác đi qua bệnh viện. Đây là bệnh viện nào? Bệnh viện trường á. Đại học ở giữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã quan sát và biết được cái cách để vận hành máy xung điện VN5 điều trị đau mỏi vai. Đây là một ca mỏi vai do tập tạ. Yeah.